ơi, ơi, con cứ bình tĩnh. Ừ. Sao được ba đấy các bạn trong nhà xem nào. Thì thôi thì đi đi ra ngoài cái thôi đừng đấy. Thôi không nhẫn mày bố mày về giờ thì gặp hai đứa thì bố cháu về thì sao? Bố cháu về thì cho nói chuyện bố cháu kể cả đánh cũng được. Hai đứa về đi. Sao bà cứ đẩy cho bà về? Thì hai đứa cứ về thì không nhỡ bố mày nhìn bà thì thương cho mày nhỡ bố mày về bố mày đánh chứ thì cháu không sợ đánh cháu có làm gì đâu mà đánh cháu. Cháu làm gì đâu mà đánh cháu bà. Biết như vậy nhưng mà nhìn giờ đấy giờ bố mày đã nói rồi bố mặt là coi như là giờ bố mới đang tức như vậy bố mới không cho chúng mày về. Hay có gì mà ám bà giấu trong nhà? Có cái gì mà ám? Sao gọi bà? Sao bà lại bà ngày bà mà thím này bà cầm ấy mọi thứ ấy đang ở trên kia. Vậy bố chết đâu rồi? Đấy ta để cho bố mới đi làm rồi. Anh ơi đi để mua mà. Sao này đi làm bố làm ở đâu? Bố làm ở đâu? Bố mới làm ở có quanh kia ấy sao ấy để nhỡ bố mới về sao? Quanh kia bà thì cho nhỡ nó về nó đánh chúng mày thì về lúc đấy cho tình bà không được gì cứ đi bà con hỏi bố con rồi thì sao cái đi bà đi bà không muốn cho vào nhà cho bà cứ thì ai cũng biết vậy nhưng mà bà sợ nên nhỡ bố mày đánh cái thì khổ thân của mày không đánh cháu được đâu có làm gì đâu mà đánh cháu cháu có làm gì mà đánh cháu lúc đấy thì đừng có trách bà nhá cháu không trách bà cháu đánh cháu làm gì mà đánh cháu bà đã nói rồi thì gần gì Ngày đó, bà gặp hai đứa này đây thì lúc đấy thì rách nhiệt ra ấy. Bà có gì mà giấu cả hả? Vậy thì ngồi đây, ngồi đây chạy đi bà. Anh em lên phòng em lấy đồ. Lấy đồ gì? Có gì mà giấu cả? Cha có gì mà giấu cả? Đây con xem đấy.
một mình bà ở nhà đấy. Giờ này về bà đi làm với thằng Hùng không? Không. Bà không đi làm à? Bà không đi làm à? Từ hôm nay. Từ hôm nay là vậy, nó không điện cho bà. Không, chẳng cái điện đó chứ cả. Sao lạ vậy nhỉ? Lạ cái gì? Con tưởng bố đuổi nó đi vào. Bố đuổi đâu đây? Bà đã hôm nay bà đã bảo vậy, bà mình đã thay như vậy thì bà biết nói làm sao để bà thôi tốt nhất để con đi xuống nhà bà Minh. Bà nó thấy. Con bà như kiểu bà có cái gì trong nhà? Cái gì trong nhà? À, cái túi này á, túi này là túi thằng Hùng. Thằng Hùng nhưng mà hôm túi. Đây, đây, đây. Túi thằng Hùng sao lại ở trên này? Nó vàng nó chạy đi là quay nó không cần một túi cả. Bà, đây, bà lại đây. Ừ, thì cái túi của thằng Hùng. Bà lại đây. Túi thằng Hùng. Bà, hay là thằng Hùng vẫn trong nhà này. Bà lại đây túi của thằng Hùng nhưng mà hôm bố mới đánh. Ok. Bà nói là thằng đi. Ở đây. Dẹp lại đây này. Hết đây hôm nay chạy bộ nó đi đây. Chạy bộ gì? Đúng chắc này chắc là Hùng quanh mà của nó đây đi. Đấy. Hôm đấy ở kia nó bắt đầu là bà ngon vào đây vào bắt nó chạy ở kia cả bố mới đánh cho hôm nay. Con chẳng què gần què chân mà. Dìm đánh què chân cho chưa ai chẳng chưa nghe ai ngoài. Hay là trên đầu. Đi 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 lên ngoài. Đấy con đang trên đầu này có đâu. Nó chạy trên đất không kịp đi dép. Cháu mà biết bà cho Hùng lên đây, cháu vớ được nó đâu là sẽ đập chết luôn chỗ đây đấy. Nó có lên đâu con, khổ lắm. Từ hôm nay nó hại nó không ra mày ấy. Hùng thì đi luôn đi. Đấy, nó đi từ hôm nay còn gì nữa. Thôi anh ơi, bố đi làm rồi, thôi bà đi. Nếu bố cháu nói vậy thì thôi, để chặt xuống kia đã.
Thôi chứ mắt là các cháu ở đây như thế này cho bố thấy cũng bà. Nhá. Thôi bà nghỉ nhá, con đi về đây. Ừ. Thôi để cho hôm nào bố mới nguôi thắng bà, nghe chưa? Dùng cái kia đây. Ừ. Con về đây. Ừ.